Xin chào các học sinh thân mến. Hôm nay thầy sẽ hướng dẫn các em tóm tắt văn bản ông một của Vũ Hùng. Trên video thầy có 3 bài tóm tắt ngắn gọn. Xin mời các em và các khán thính giả cùng lắng nghe bài tóm tắt 1. Từ ngày rời căn cứ, con voi trở nên ủ rũ. Nó nhớ ông đề đốc, nhớ đời chiến trận, nhớ rừng. Nó vẫn giúp người quản tượng phá dãy, kéo gỗ, nhưng chỉ khuây khỏa lúc làm việc. Có bận nó còn bỏ ăn. Người quản tượng hiểu lòng con voi, ông quyết định thả nó về rừng. Không biết nó đi đâu, nhưng hàng năm khi sang thu nó lại xuống làng. Dân làng cùng người quản tượng nô nức ra đón nó về. Con voi theo người quản tượng về mái nhà cũ, quỳ giữa sân. Thấy con vật luyến chủ, người quản tượng như trẻ lại. Ông dẫn nó đi tắm, rồi đưa nó lên nương, thiết đãi nó những bữa no nê. Khi người quản tượng qua đời, con voi trở về làng không thấy người chủ cũ ra đón. Nó rảo bước về nhà, quỳ xuống giữa sân, giống gọi. Biết người quản tượng không còn nữa, nó buồn bã ra đi, chạy khắp làng tìm chủ. Từ đó, mấy năm con voi mới xuống làng một lần, thăm lại căn nhà cũ rồi lặng lẽ bỏ đi. Hết bài tóm tắt 1. Sau đây là bài tóm tắt 2. Ba chiến sĩ cùng với ông Cao, người dẫn đường cho họ vượt Trường Sơn, tình cờ gặp con voi, mà ông trân trọng gọi nó là ông một của đề đốc Lê Trực, một lãnh tụ quan trọng cho cuộc khởi nghĩa chống Pháp vào cuối thế kỷ 19. Sau khi bị vây hãm, nghĩa quân dần tan tác, đề đốc Lê Trực buộc phải về quê. Ông tặng con voi cho người quản tượng thân tín của mình chăm sóc. Ông Cao đã kể cho ba chiến sĩ nghe về người quản tượng và con voi. Từ ngày rời căn cứ, con voi trở nên ủ rũ. Nó nhớ ông đề đốc, nhớ đời chiến trận, nhớ rừng. Nó vẫn giúp người quản tượng phá dãy, kéo gỗ, nhưng chỉ khuây khỏa lúc làm việc. Có bận nó còn bỏ ăn. Người quản tượng hiểu lòng con voi, ông quyết định thả nó về rừng. Không biết nó đi đâu, nhưng hàng năm khi sang thu, nó lại xuống làng. Dân làng cùng người quản tượng nô nức ra đón nó về. Con voi theo người quản tượng về mái nhà cũ, quỳ giữa sân. Thấy con vật luyến chủ, người quản tượng như trẻ lại. Ông dẫn nó đi tắm rồi đưa nó lên nương, thiết đãi nó những bữa no nê. Khi người quản tượng qua đời, con voi trở về làng không thấy người chủ cũ ra đón. Nó rảo bước về nhà, quỳ xuống sân, giống gọi. Biết người quản tượng không còn nữa, nó buồn bã ra đi, chạy khắp làng tìm chủ. Từ đó, mấy năm con voi mới xuống làng một lần, thăm lại nhà cũ, rồi lặng lẽ bỏ đi. Hết bài tóm tắt. Cảm ơn các em và các khán thính giả đã cùng lắng nghe. Thank you.